Trong một khoảng thời gian ngắn, bão Minton đã phát triển từ cấp 1 lên cấp 5, sau đó bị suy yếu và nhanh chóng mạnh lên trở lại với sức gió tối đa lên đến 290 km h Tại thời điểm mạnh nhất, hầu như toàn bộ yếu tố thời tiết của bão Minton đều chạm ngưỡng tối đa so với tiềm năng của một cơn bão. Chuyên gia nghiên cứu bão Finn Klossbach thuộc Đại học bang Colorado nói bão Minton có đầy đủ yếu tố của một cơn bão hủy diệt. Bên cạnh đó, việc bão Minton dịch chuyển về phía đông qua vùng vịnh là chuyện hiếm thấy. Lần gần nhất một cơn bão đi qua lộ trình này là vào năm 1848. Khu vực Tampa, nơi nằm trên cung đường càn quét của bão Minton, đã không phải hứng chịu một cơn bão lớn nào trong hơn 100 năm qua. Theo nhà nghiên cứu Brian McNulty thuộc Đại học Miami, đường đi của bão Minton không phải là chưa từng có tiền lệ song rất hiếm gặp. Ông McNulty nói thêm trong số những cơn bão từng di chuyển theo lộ trình này, bão Minton có cường độ khủng khiếp nhất. Bão Minton kỳ lạ theo nhiều cách khác nhau, chuyên gia về bão và khí tượng Gabriel Vecchi thuộc Đại học Princeton nhận định, đây có lẽ là cơn bão kỳ lạ nhất các nhà khí tượng từng bắt gặp ở bờ Tây Florida. Tuy nhiên, những cơn bão hiếm gặp đang đổ bộ vào Mỹ với tần suất ngày càng cao.